Quý khán giả đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5 và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần thứ hai của chương trình, tức là phần tin Hoa Kỳ. Người dân Florida mừng sinh nhật thứ 74 của Tổng thống Trump. Ngày 14 tháng 6, những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang Florida đã mừng sinh nhật thứ 74 của Tổng thống bằng cát, đoàn người đi bộ và bằng những chiếc tàu nhỏ như hình thức của một cuộc diễn hành trên bộ và trên biển. Tại Palm Beach, nơi có khu biệt thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump, các đoàn diễn hành riêng biệt gồm có xe tải, xe máy và tàu thuyền. Hoạt động này là một phần nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Trump ở tiểu bang Florida. Các đoàn tàu thuyền chở những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng ăn mừng sinh nhật thứ 74 của Tổng thống tại các thành phố như Fort Lauderdale, Miami, Florida Keys, Tampa, Pensacola và Jacksonville, những nơi mà ông Trump dự kiến sẽ giành được phiếu bầu cho nhiệm kỳ thứ hai. Và có thể sang năm tới thì Hoa Kỳ mới trở lại bình thường. Cố vấn y tế Tòa Bạch Ốc bác sĩ Anthony Fauci vào hôm Chủ nhật 14 tháng 6 nói rằng ông không thấy là nước Mỹ có thể trở lại tình trạng bình thường thật sự trước năm tới. Trong lúc có một số tiểu bang này báo cáo có gia tăng trong số ca nhiễm COVID-19, bác sĩ Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia nói rằng một số biện pháp đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 như không cho du hành quốc tế có thể phải duy trì cho tới khi có được thuốc chủng ngừa. Ông cũng khuyến cáo các tiểu bang phải tiếp tục duy trì biện pháp ngăn chặn, nếu không thì sẽ gặp phải tình trạng bùng nổ dịch bệnh như đã thấy trước đây. Và các hãng hàng không cẩn thận khi tái lập chuyến bay. Theo bản tin của Travel Post vào hôm Chủ nhật 14 tháng 6, cơ quan điều hành hàng không liên bang Hoa Kỳ, tức là FAA, đã đưa ra khuyến cáo cho biết các phi cơ chở nhẹ hơn nhiều so với khả năng bình thường. Các phi cơ đậu tại chỗ không dùng tới trong nhiều tuần hoặc trong nhiều tháng có những yếu tố bất thường và cần phải theo dõi cẩn thận. Tổ an toàn hàng không thương mại Commercial Aviation Safety Team bao gồm các giới chức của FAA, nghiệp đoàn và các hãng hàng không hồi tháng qua đã đưa ra hơn 50 khuyến cáo cho các hãng hàng không về những yếu tố bất thường mà các công ty này cần phải lưu ý trong hoàn cảnh có sự gián đoạn hoạt động ở thời gian gần đây. Những khuyến cáo này gồm cả việc phải chú ý tới các dữ liệu an toàn trên các phi cơ chở nhẹ hơn sự bình thường, sự căng thẳng của các nhân viên phi hành do lo ngại lây nhiễm COVID-19 và việc nhiên liệu trên phi cơ không được sạch sau khi đã đậu tại chỗ trong thời gian dài. Ngoài ra, các phi công cũng không có cơ hội tham dự những buổi huấn luyện trong thời gian có hàng chục ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ. Ứng cử viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden trước sức ép chọn nữ phó tổng thống da màu. Các cuộc biểu tình được kích hoạt bởi cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Hoa Kỳ đã làm gia tăng áp lực đối với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden trong việc lựa chọn đối tác người da màu để cùng ra tranh cử. Hơn 200 nhân vật da màu có tầm ảnh hưởng đã đồng loạt ký vào một bức thư kiến nghị ứng viên của đảng Dân Chủ tham gia cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Joe Biden chọn một phụ nữ da màu vào vị trí ứng viên phó tổng thống trong liên danh tranh cử. Những người ký thư kiến nghị bao gồm có diễn viên Vanessa Williams, Latanya Richardson, Jackson và Polera Washington, bà Katrina Adams, cựu chủ tịch Hiệp hội Tennis Hoa Kỳ, bà Susan Taylor, cựu chủ bút tạp chí S1, hiệu trưởng người Mỹ gốc Phi châu đầu tiên của Đại học Spelman, Jonetta Cole. Theo CNN, thư kiến nghị bao gồm danh sách giới thiệu những ứng viên tiềm năng, trong đó có cựu lãnh đạo phe thiểu số tại nghị viện tiểu bang Georgia Stacey Abrams, hai thượng nghị sĩ của tiểu bang California đó là Karen Bass và Kamala Harris, nữ nghị sĩ của tiểu bang Florida Val Demings, nữ nghị sĩ tiểu bang Ohio Marcia Fudge, thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoff và cựu cố vấn an ninh quốc gia bà Susan Rice. Và Tổng thống Donald Trump trấn an dư luận sau khi bước chậm ra khỏi khán đài ở trường võ bị West Point. Do có nhiều chú ý của dư luận tới việc ông có vẻ khó khăn khi cầm ly nước uống,
cũng như khi bước xuống khán đài tại Học viện Quân sự West Point vào sáng ngày Chủ nhật 14 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã gửi tweet để giải thích lý do sau đây. Tổng thống nói rằng đoạn đường ông đi xuống khỏi khán đài sau khi đọc bài diễn văn vào hôm thứ Bảy ở West Point rất dài và rất dốc, không có tay vịn và điều quan trọng hơn hết là rất trơn trượt. Tôi không muốn té xuống để bọn fake news có cơ hội giễu cợt. Sau khi hình ảnh của Tổng thống Trump tại West Point được công bố vào hôm thứ Bảy, người ta nhắc đến lần ông bất ngờ vào bệnh viện để khám sức khỏe hồi tháng 11 năm ngoái. Và Tòa Bạch Ốc lúc đó nói rằng đây chỉ là một phần của cuộc khám sức khỏe thường niên được tiến hành không thông báo trước vì ông thấy có giờ rảnh. Dư luận cũng chú ý vào việc ông Trump dùng hai tay để uống ly nước khi đọc bài diễn văn ở West Point. Kính thưa quý vị, công ty chế biến thực phẩm New Jersey tuyên bố thu hồi hơn 40.000 pound thịt bò xay. Công ty chế biến thực phẩm Hoa Kỳ Lakeside Refrigerated Services đặt trụ sở tại tiểu bang New Jersey đã vừa tuyên bố thu hồi hơn 40.000 pound thịt bò xay đang được bày bán tại các cửa hàng trên toàn quốc do nghi ngờ là số thịt này bị nhiễm vi khuẩn E. coli. Thể theo lệnh thu hồi tất cả những loại thịt bò ground beef đã được sản xuất vào ngày 1 tháng 6, đồng thời được Bộ Canh Nông USDA đóng mã số 46841. Tính đến nay thì vẫn chưa có ai gặp nguy hiểm tới tính mạng sau khi ăn phải loại thịt bò kém phẩm chất này. Công ty Lakeside Refrigerated Services hiện đang hợp tác với chính quyền liên bang để bảo đảm an toàn thực phẩm cho khách hàng. Nếu như quý vị mua phải thịt bò bị nhiễm vi khuẩn, thì quý vị nên vứt bỏ hoặc là mang trả lại ở các cửa hàng địa phương. Xin quý vị một lần nữa đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau một vài thông tin ngắn gọn, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.